Mời các bạn nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện chấp 936 đến chấp 939, chương 1115 đến 1119. Năm tên hắc ngô vệ đang sóng vai phi hành đột nhiên xoay người, năm cánh tay nối liền thành một đường thẳng, thân ảnh cả năm người lóe lên rồi lại biến mất. Trưởng ấn của Lục Châu chụp vào khoảng không. Hà, đây rốt cuộc là chiêu gì? Lục Châu quay đầu nhìn lại, các đồ đệ vẫn bình yên vô sự. Lúc này hắn nhìn thấy tư vô nhai cưỡi trên lưng đế giang bay về phía mình lục châu truyền âm nói đừng lại đây đám hắc ngô vệ hẳn là đang ẩn thân không xa một khi đồ đệ bị bắt làm con tin thì không dễ xử lý nghe sư phụ nói tư vô nhai và đế giang lăng không dừng lại đứng cách lục châu hơn ngàn mét truyền âm hỏi sư phụ bọn hắn là ai hắc ngô vệ đều là thiên giới bà xa về phương diện này tư vô nhai lý trí hơn nhiều hắn bay lên cao quan sát đại địa rồi truyền âm nói sư phụ người bay về hướng bắc đi bọn hắn nhất định đến từ phương bắc không được nếu bọn hắn dở trò, các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lục Châu nói, sau đó thi triển thính lực thần thông. Lần này không còn tiếng tim đập, bốn phía cực kỳ yên tĩnh. Lục Châu chậm rãi đi về phía rừng cây, cứ đi được vài mét sẽ dừng lại lắng nghe và quan sát một lần. Lão Phu cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, lại muốn khiêu khích Lão Phu. Lục Châu thu hồi thính lực thần thông để tiết kiệm thái huyền chi lực. Hắn muốn dùng tu vi để cảm giác động tĩnh xung quanh. Lúc này, phía trước chợt truyền đến âm thanh. Lão tiên sinh cần gì phải hùng hổ dọa dạ người. Lục châu tung trưởng, vu trưởng ấn đánh vào thân cây đại thụ, đại thụ lập tức hóa thành bã vụn nhưng không có lấy một bóng người. Ba viên mệnh cách chi tâm này bọn ta để lại, chúng ta xóa bỏ chuyện này có được không? Trước đây đã mạo phạm, nhóm chúng ta tổn thất một người, xem như là đền tội. Lão tiên sinh thấy thế nào? Rất thức thời, Lục Châu vừa quan sát vừa suy tư dừng lại tại đây cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng đúng lúc này từ một mảnh rừng ở phía bắc đột nhiên truyền tới giọng nói âm lãnh. Giết hắn, nếu không các người sẽ chết. Vũ, Vũ Đại Nhân. Vũ Đại Nhân, người mà hắc ngô vệ cũng phải dùng kính ngữ, chẳng lẽ là thẩm phán giả. Lần này lão phu chơi lớn rồi, bây giờ trốn còn kịp không? Vâng, giọng nói kia phảng phất như tới từ địa ngục, từ một nơi xa thăm thẳm, có thể thấy Vũ Đại Nhân này ẩn nấp ở một chỗ xa xôi, thậm khí còn khinh thường không muốn tự mình ra tay với Lục Châu. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, sấm sét cùng phong nổi lên. Lục Châu tung người bay lên cao, rốt cuộc nhìn thấy một màn kinh người. Tại năm phương hướng trong thung lũng cắm năm cây cờ màu đen tung bay trong gió, mỗi cây cao tới trăm trượng bao phủ phương viên mấy chục dặm. Trận kỳ, hắc sắc trận kỳ cao trăm trượng trông vô cùng quỷ dị. Ngay sau đó, năm trận kỳ bắn ra năm đạo hắc sắc kiếm cương khổng lồ tựa như năm tòa pháo đài bắn ra tia laser không gì không phá được. Năm tên hắc ngô vệ đứng phía sau năm trận kỳ, tay cầm trường kích phát ra âm thanh cộng hưởng. Khi năm đạo hắc sắc kiếm cương dồn đến trước mặt, Lục Châu nâng tay, vị danh thuẫn xuất hiện tạo thành đồ án thái cực âm dương chắn ở phía trước. Ầm, Lục Châu bị chấn bay lùi mấy trăm mét. Năm đạo hắc sắc cương ấn vẫn ghim trên vị danh thuẫn khiến khí huyết toàn thân Lục Châu cuồn cuộn. Lão phu đã xem nhẹ các ngươi. Thái Huyền chi lực, oanh, năm tia kiếm cương bị vị danh thuẫn triệt tiêu năm trận kỳ tung bay trong gió lại phát ra âm thanh ông ông hắc sắc kiếm cương tiếp tục hình thành rồi đánh tới đây chính là thực lực của hắc ngô vệ lục châu không lui mà tiến thân ảnh lóe lên xuất hiện ở phía trước tránh thoát đám hắc sắc kiếm cương nhưng dưới sự khống chế của trận kỳ hắc sắc kiếm cương lại không ngừng xuất hiện uy lực càng lúc càng mạnh vị danh thuẫn ngăn ở phía trước như một cây dù kiếm cương bị vị danh thuẫn bước lui lục châu thừa cơ tiến lên gọi ra kim sắc tinh bản bắn ra năm đạo hỏa cương quang trụ choang 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 phanh phanh năm tên hắc ngô vệ đặt hai tay lên trận kỳ gọi ra pháp thân thiên giới bà sa chuyển năng lượng hắc sắc kiếm cương xuất hiện không ngừng nghỉ mài mòn năm đạo hỏa cương quang trụ đến không còn gì sau đó tiếp tục tấn công về phía lục châu hiện tại lục châu đã bị nguy hiểm bao trùm một khi thái huyền chi lực dùng hết thì hắn xong đời kết định ấn lục hợp đạo ấn kiếm cương bắn tới bị văng ngược ra Lục Châu tiếp tục tiến về phía trước. Lần này năm tên Hắc Ngô vệ ném trường kích vào trận kỳ. Trường kích xoay tròn quanh trận kỳ, năm thanh trường kích tỏa ra hắc quang nhàn nhạt, nhạt. Được trận kỳ gia trì năng lượng, năm thanh trường kích xuyên thủng hư không công phá về phía Lục Châu. Cùng lúc đó, Hắc sắc kiếm cương xuất hiện đầy trời phụ trợ cho năm thanh trường kích. Trong thời khắc nguy cấp, Tư vô nhai truyền âm nói: "Sư phụ, hải hồn châu." Nghe được lời nhắc nhở, Lục Châu lấy hải hồn châu ra thôi động nguyên khí lấy hải hồn châu làm trung tâm nhiệt độ trong phương viên ngàn mét đột nhiên giảm xuống tuyệt đối linh độ toàn bộ năng lượng trong khu vực đều bị băng phong đông cứng lại hắc sắc kiếm cương cũng hoàn toàn đóng băng năm cây trận kỳ biến thành băng điêu năm tên hắc ngô vệ lập tức đồng thanh hô rút muốn đi muộn rồi không có hắc sắc kiếm cương ngăn cản lục châu như cá gặp nước toàn thân lóe lên rồi xuất hiện bên cạnh một tên hắc ngô vệ tung ra trưởng ấn cản trên bộ khôi giáp của hắc ngô vệ có đạo văn bừng sáng lên hắc sắc tinh bàn xuất hiện trước ngực ngươi cản không được trưởng ấn mang theo thái huyền chi lực hùng hồn đánh tới a à, tinh bàn trước ngực hắc ngô vệ co lại dung nhập vào trong cơ thể tinh đánh giết một mệnh cách thu hoạch được sáu điểm công đức đám hắc ngô vệ còn lại thấy vậy lập tức từ bốn phía đánh tới lam liên nở rộ thái huyền chi lực lại lần nữa bước lui bốn tên hắc ngô vệ bốn tên lập tức bị đánh bay ra ngoài cảnh này giống hệt lúc lục châu đánh giết tên hắc ngô vệ đầu tiên ở đông lâm sơn mạch lục châu tóm lấy tên hắc ngô vệ bên cạnh chỉ trong khoảnh khắc liên tục tung ra năm trưởng năm trưởng này không dùng tới thái huyền chi lực năm chiêu tuyệt thánh khí chí ập vào lồng ngực hắc ngô vệ đừng lòng bàn tay lục châu xuất hiện vị danh kiếm xoẹt 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 vị danh kiếm chém điên cuồng vào thân thể hắc ngô vệ tên hắc ngô vệ như bị trúng định thân thuật đứng yên không nhúc nhích rắc khôi giáp trên người hắn vỡ ra thành từng mảnh máu tươi chảy ướt đẫm toàn thân hắn sớm đã bị vị danh kiếm chém nát tinh đánh giết một mệnh cách thu hoạch được 6.000 điểm công đức tinh đánh giết một mục tiêu thu hoạch được 8.000 điểm công đức địa giới thưởng thêm 2.000 điểm tên hắc ngô vệ bị chém thành từng mảnh rơi vào thung lũng rồi khuất bóng dưới cánh rừng không bao lâu nữa hắn sẽ trở thành thức ăn bị hung thú trong rừng tranh đoạt bốn tên hắc ngô vệ còn lại nuốt nước bọt một tên khàn khàn nói ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương sắc mặt lục châu tỏ ra thản nhiên xem ra hắc ngô vệ vẫn còn át chủ bài nhưng việc đã đến nước này sao có thể quay đầu được nữa nói thật bọn ta không muốn đánh hắc ngô vệ chỉ là tầng lớp chấp hành nhiệm vụ phía sau còn có thẩm phán giả đại nhân tên đội trưởng hắc ngô vệ phất tay tạo thành một tầng bình chướng ngăn cách âm thanh truyền âm nói với lục châu thẩm phán giả vũ đại nhân thích nhất là ngồi nhìn người khác chém giết lẫn nhau ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng cứ tiếp tục đấu thế này thì đôi bên đều bất lợi các hạ chính là người đã giết dịch nhiêu đúng không đội trưởng hắc ngô vệ nói dịch nhiêu đúng là do lão phu giết chết lục châu bình tĩnh nói nửa năm trước ta phụng mệnh đến điều tra việc này nếu ta muốn động thủ thì đã không chờ đến bây giờ ta vốn cho rằng các hạ đã là thiên giới bà sa sẽ không để ý đến mệnh cách tri tâm đẳng cấp thấp không ngờ lại vẫn chạm mặt đội trưởng hắc ngô vệ khẽ lắc đầu ngươi nói với lão phu những lời này là có mục đích gì trong tay lục châu vẫn đang cầm vị danh kiếm song phương cùng lui một bước chuyện ngày hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đội trưởng hắc ngô vệ nói nếu lão phu không đồng ý thì sao đội trưởng hắc ngô vệ bất đắc dĩ nói từ khi làm hắc ngô vệ ta đã biết sẽ có lúc phải bỏ mình nhưng ta rất muốn sống sống lâu hơn một chút thế giới này vô cùng nguy hiểm nếu được lựa chọn một lần nữa ta nhất định sẽ không làm hắc ngô vệ ngươi đã thấy rõ ràng còn dám uy hiếp lão phu. Ngươi thì đều có nhiệm vụ, thân bất do kỷ. Đội trưởng Hắc Ngô Vệ nói, nếu ta biết các hạ sẽ đến Đông Lâm Sơn Mạch, ta chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đó. Còn sống mới là điều quan trọng nhất. Đây chính là nguyên tắc làm việc từ xưa đến nay của đội trưởng Hắc Ngô Vệ. Một tên Hắc Ngô Vệ đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở, thời gian gấp gáp, Vũ Đại Nhân đang chờ chúng ta quay lại phục mệnh. Đúng lúc này, từ phía bắc chợt truyền đến giọng nói trầm thấp. Đây là đồ nhi của ngươi. Trên người hắn có mùi kỳ lạ, thú vị, thú vị. Thật là thông minh, lại có thể tìm đến nơi này. Lục Châu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương bắc, sau đó quay đầu nhìn lại. Phía sau lưng nào còn bóng dáng của Tư Vô Nhai. Lão thất, sắc mặt Lục Châu trở nên tối tăm nhìn bốn tên Hắc Ngô vệ. Hắn ở đâu? Các hạ, mang lão phu đi gặp hắn. Toàn thân Lục Châu bốc lên sát khí. Tên đội trưởng Hắc Ngô vệ nhìn quanh, trong mắt hiện lên vẻ mâu thuẫn rồi cắn răng nói, "Vũ đại nhân là một trong tứ đại thẩm phán giả của Hắc Tháp nghị hội. Thật không dám giấu giếm, các hạ mà đi chẳng khác nào đi chịu chết. Đừng ép lão phu đại khai sát giới." Ngữ khí Lục Châu vô cùng băng lãnh. Tên đội trưởng Hắc Ngô vệ đành vươn tay chỉ về phía sơn mạch phía bắc. Toàn thân Lục Châu bốc lên kim sắc, nhanh như thiểm điện biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Bốn tên Hắc Ngô vệ đồng loạt thở phào một tiếng, "Làm sao bây giờ?" nhiệm vụ thất bại rồi, báo cáo lại đúng sự thật. Nhưng trước lúc đó, tên đội trưởng Hắc Ngô Vệ đột nhiên nâng tay vỗ vào ngực mình một trường, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi chảy tràn ra khóe miệng. Đội trưởng, làm theo. Ba tên Hắc Ngô Vệ còn lại chỉ đành thở dài rồi tự đánh mình trọng thương. Chết mất hai vị huynh đệ thì thôi, đừng nhắc lại. Hắc Tháp nghị hội tự có người đi tìm hắn. Tên đội trưởng nhìn về phía bầu trời rộng lớn, kho người vái một cái đôi mắt vốn sáng ngời bỗng khôi phục vẻ lạnh lùng đừng oán ta người sống trên đời vốn không dễ dàng bốn tên hắc ngô vệ cũng phi hành về phương bắc nếu hắn hạ sát thủ thì chúng ta phải làm sao tên đội trưởng còn lại hỏi vậy thì đồng quy vô tận lục châu bay thẳng một đường hướng bắc lực lượng viên mệnh cách tốc độ gần như bị ép khô không còn tí nào rốt cuộc hắn đã nhìn thấy đế giang đang lăng không lơ lửng trên một khu rừng đế giang cạp 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 đế giang nhìn thấy chủ nhân chân chính bèn vội vàng bay tới lục châu nhảy lên lưng nó lão thất đâu cạp 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 lục châu đại khái đã minh bạch tình huống tư vô nhai nhất định đã đoán được điều gì nên mang theo đế giang chạy đến đây để tìm tòi thực hư nào ngờ xui xẻo gặp phải tên thẩm phán giả tám mệnh cách lục châu khép hờ hai mắt vận dụng nhãn lực thần thông hình ảnh xuất hiện trong tầng mây tư vô nhai bị một hắc sắc cương ấn cực lớn bắt lấy không cách nào tránh thoát khi tức thái hư không ngờ lại là khí tức thái hư. Đúng là trời giúp ta, trời cũng giúp ta. Lục Châu mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Trong tầng mây, một tòa liên tọa màu đen ẩn hiện đang tiến về phía một tầng mây đen kịt ở tít trên cao. Hắc liên khổng lồ mang lại cảm giác cực kỳ áp bách, mười mảnh liên diệp xoay tròn khiến vân vụ xung quanh phiêu tán không ít. Từ xa, bốn tên hắc ngô vệ đang bay tới với tốc độ không mấy nhanh. Bọn hắn không muốn chạm mặt Lục Châu, dù là trên người vẫn còn át chủ bài có thể dùng trên đường đi bọn hắn vẫn đang nghĩ phải làm sao để thẩm phán giả đại nhân tha thứ cho lần hành động thất bại này, lại thêm hai tên đồng bọn chết, tâm tình của bốn người vô cùng khó chịu. Vừa rời khỏi khu vực thung lũng, bốn tên hắc ngô vệ chợt cảm thấy bất thường. Bọn hắn biết rõ thông đạo nằm ở đâu, bốn người đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía chân trời. Nơi đó có một tòa pháp thân thiên giới bà sa tám mệnh cách cao 75 trượng. Sau khi thành công ngưng tụ thiên giới bà sa, mỗi khi khai một viên mệnh cách pháp thân sẽ cao thêm 5 trượng, sau khi khai viên mệnh cách thứ sáu thì phải khai tiếp mệnh quan. Qua một mệnh quan sẽ cao thêm 5 trượng nữa. Mệnh quan có thể được xem là một kỳ thi lên cấp, sau khi thông qua sẽ thu hoạch được các loại năng lực đặc thù, chẳng hạn như năng lực dung hợp mệnh cách. Nếu không vượt qua thì xem như không có duyên với mệnh cách thứ bảy. Nếu thiên phú quá kém, hoặc khu vực mệnh cung quá nhỏ thì đến cơ hội được thi lên cấp cũng không có. Trong mắt Hắc Ngô Vệ, tu hành giả khai tám mệnh cách như Vũ Đại Nhân chính là thiên tài chỉ có thể ngưỡng vọng. Vũ Đại Nhân vì sao vừa đến lại muốn trở về? Sao phải gấp gáp như vậy? Đám hắc ngô vệ nghi hoặc khó hiểu. Tên đội trưởng cao mày nói, thông đạo vừa mở không bao lâu, Vũ Đại Nhân hẳn là có việc gấp cần trở về xử lý, việc này đối với chúng ta mà nói thì là chuyện tốt. Tiếp theo chúng ta cần phải tìm một chỗ để chữa thương, tịnh dưỡng. Vậy thương thế tự tạo này chẳng phải là thừa rồi sao? Trước mắt cứ báo cáo mọi việc lên cho hắc tháp nghị hội đã. Vâng tên hắc ngô vệ đứng bên trái lấy ra một tấm hắc sắc phù chỉ vừa định thiêu đốt thì tòa hắc liên trên cao đang xoay tròn đột nhiên dừng lại hà đó là cái gì là người lúc nãy sống chết có số ta đã khuyên ngăn mà hắn lại không nghe không thể oán người khác được bọn hắn đã nhìn thấy lục châu cưỡi đế giang phi hành thẳng về phía tòa hắc liên khổng lồ hắc liên đã cảm ứng được động tĩnh bên dưới nên dừng lại vũ quảng bình đứng trong phần đầu pháp thân mang theo vẻ hưng phấn sau đó hững hờ cúi đầu nhìn về phía lục châu hửng thiên giới bà sa thú vị vũ quảng bình là một trong tứ đại thẩm phán giả của hắc tháp nghị hội cũng là một trong những cường giả tám mệnh cách hắn khẽ lắc đầu lục châu đã nhìn thấy cường giả tám mệnh cách hắn nhảy khỏi người đế giang dặn dò chờ lão phu trở về cạp đế giang rất nghe lời rời khỏi khu vực này đứng ở phía chân trời chờ đợi lục châu tiếp tục bay lên cao khi chỉ còn cách tòa hắc liên mấy chục trượng phía trên chợt truyền xuống một tiếng nói như kinh lôi nhỏ yếu trước mặt lục châu đột nhiên xuất hiện một hắc sắc huyễn ảnh sau đó ngàn vạn đạo trọng ảnh đánh tới lục châu nhớ mày trực giác nói cho hắn biết kẻ này vô cùng nguy hiểm bàn tay lục châu lập tức bóp nát tấm thẻ miễn dịch sát thương quanh thân lục châu xuất hiện một tòa phật tổ kim thân khác với lúc trước tòa phật tổ kim thân này ngồi xếp bằng trên liên đài tỏa kim quang lóng lánh đến chói mắt oanh phanh phanh đòn tấn công như vũ bão đánh vào phật tổ kim thân kim quang lóe lên bao trùm hắc quang cuối cùng hắc quang tiêu tán toàn bộ bốn tên hắc ngô vệ há hốc mồm tim như muốn ngừng đập con ngươi co rụt lại nhìn tòa phật tổ kim thân phật tổ áp hắc liên vũ quảng bình thi triển hắc sắc cương ấn đầy trời vốn cho rằng trong nháy mắt lão nhân kia sẽ mất mạng không ngờ vô số trưởng ấn đánh vào tòa pháp thân kia lại như kẹo đường gặp nước tan biến không còn gì hắc bào nhoáng lên vũ quảng bình xuất hiện trước mặt lục châu trong mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi có thể ngăn cản trường ấn của bản tọa. Lục Châu vung tay lên, không đợi cho thời hạn của thẻ miễn dịch sát thương kết thúc, tấm thẻ một kích trí mạng bản cường hóa đã vỡ vụn. Nhận một trường của lão phu, không thèm trang bức với ngươi. Trong tay Lục Châu, một vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ xuất hiện tạo thành một trường ấn đánh về phía Vũ Quảng Bình. Trường ấn không môn không phái, trông chẳng khác nào một trường ấn bình thường mộc mạc giản dị. Vũ Quảng Bình chẳng thèm ngó ngàng tới hững hờ tung ra một một hắc sắc trường ấn lớn gấp mấy lần vừa rồi. Phốc. Kim sắc trường ấn trông vô cùng bình thường kia không hề bị ảnh hưởng mà ngược lại còn đâm xuyên qua hắc sắc trường ấn khiến nó tiêu tán giữa không trung. Hả? Vũ Quảng Bình nhíu mày, lạnh lùng gọi, "Pháp thân." Tòa pháp thân thiên giới bà sa 75 trượng xuất hiện bao bọc lấy hắn, ý đồ muốn ngăn trở kim sắc trường ấn. Đáng tiếc kim sắc trường ấn vẫn vững như thành đồng đánh tới, tòa pháp thân màu đen bỗng nứt toác ra. Sắc mặt Vũ Quảng Bình đại biến, thân thể bị đánh văng ra khỏi pháp thân, máu tươi phun đầy trời. Tòa pháp thân sừng sững vỡ tan ra thành từng mảnh, kim sắc trưởng ấn tiếp tục đánh tới. Bốn tên hắc ngô vệ nhìn chằm chằm vào trong mây mù, nhưng sau khi kim trưởng khuất bóng sau tầng mây, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ thường, bọn hắn không tài nào quan sát được tình hình nơi đó. Có lẽ vừa rồi trưởng ấn của Vũ Đại Nhân đã tiêu diệt toàn bộ mệnh cách của lão nhân kia rồi. Phật tổ kim thân sao có thể chống đỡ được trưởng ấn của cường giả tám mệnh cách vũ quảng bình nhìn kim trưởng đang vọt tới trước mặt mình với vẻ không thể tin nổi hắn điều động toàn bộ lực lượng trong cơ thể áp xúc vào hai tay che ở phía trước nhưng khi trưởng ấn đánh tới tiếng răng rắc vang lên hai tay hắn bị đánh tan nát thành bột mịn a à, trưởng ấn ập lên người vũ quảng bình tiếng hét thảm vang vọng giữa bầu trời một đạo sấm sét đánh xuống đùng một tiếng lát sau thiên không trở nên yên tĩnh như không có chuyện gì xảy ra vũ đại nhân thế nào rồi thông đạo đóng lại bốn tên hắc ngô vệ ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Tinh, đánh giết một mục tiêu, thu hoạch được 10.000 điểm công đức, địa giới thưởng thêm 5.000 điểm. Tư vô nhai cũng nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hắn cảm giác như một trưởng đó đã đánh nát linh hồn mình, thì ra sư phụ mạnh đến vậy. Đơn trưởng phá thương khung, hàn quang thấu xương, đích thực là vô địch. Kim sắc trưởng ấn đánh tan vũ quảng bình, tiếp tục bay hướng lên trên rồi tiêu tán. Tuy rằng dùng thể này có hơi thua lỗ nhưng đây là việc tất yếu, nếu không có thể miễn dịch sát thương, Lục Châu đã bị Vũ Quảng Bình miểu sát. Sư phụ, cương ấn tóm chặt tư vô nhai đã biến mất, hắn lăng không quỳ xuống, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Đồ nhi biết sai, suýt chút nữa đã hại sư phụ, xin sư phụ nghiêm trị. Tư vô nhai lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ có hắn tận mắt nhìn thấy tất cả, chỉ có hắn nhìn thấy một trường kinh thế hãi tục kia, cũng chỉ có hắn lần đầu tiên nhận thức được sư phụ mạnh đến mức nào. Tự tin bắt nguồn từ thực lực, Hắn rốt cuộc đã hiểu được phong thái thong dong của sư phụ mỗi khi đối mặt với cường giả từ đâu mà có. Cái gì mà Diệp Chân, cái gì mà Dư Trần Thủ, cái gì mà Hạ Hầu Sinh, Ngũ Quốc Công, Hắc Ngô vệ. Ở trước mặt sư phụ, bọn hắn chẳng là cái gì cả. Ngươi phát hiện ra cái gì? Lục Châu không trách cứ đồ đệ mà ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Tư vô nhai đáp, khi sư phụ và Hắc Ngô vệ giao thủ, Đồ Nhi phát hiện bên này có động tĩnh. Vì phòng ngừa Hắc Ngô vệ có người chi viện, đồ nhi và đế giang bay đến đây kiểm tra phát hiện nơi này có phù văn thông đạo đồ nhi biết hành động này sẽ mang lại nguy hiểm nhưng mà lục châu đưa tay ngăn lại thông đạo phía trên đã biến mất bầu trời trở nên trong xanh trở lại không một gợn mây phù văn thông đạo là gì lục châu hỏi tư vô nhai giải thích trong nửa năm nay ngoại trừ tu hành và dạy bảo lý vân tranh thì đồ nhi đều cùng đám người cứu thiên viện nghiên cứu mấy thứ này từ những nghiên cứu trước đó của lạc tuyên Đồ Nhi phát hiện tư liệu về phù văn thông đạo. Lạc Tuyên từng tìm được thứ này trong một cổ mộ, sau đó dốc lòng nghiên cứu mới chứng thực được sự tồn tại của thế giới khác. Phù văn thông đạo làm sao chứng thực được? Vì nó có thể giúp tu hành giả phi hành cực nhanh. Phi hành, nhanh hơn cả đế giang, Lục Châu nghi hoặc hỏi. Không giống với lẽ thường, vượt xa đế giang, tựa như là. Tư vô nhai cố gắng tìm từ ngữ để biểu đạt ý mình, hắn nâng song quyền một trái một phải, tựa như là từ bên trái đi đến bên phải. Khoảng cách giữa hai nơi này thậm chí còn xa rộng hơn cả vô tận hải giữa kim liên giới và hồng liên giới. Ý ngươi là, truyền tống. Hai mắt tư vô nhai tỏa sáng, ngẩng phát đầu nhìn sư phụ. Đúng vậy, giống như truyền tống. Phù văn thông đạo yêu cầu nguồn năng lượng cực cao, tiêu hao cực nhiều. Nếu không phải vì muốn tìm tòi thế giới khác, cứu thiên viện đã không nghiên cứu thứ này. Về sau hoàng thất yêu cầu ngừng mục nghiên cứu này nên nó bị xếp xó. Lạc Tuyên lợi dùng hồng sắc phù văn để tạo ra thủy toa, thông qua hắc thủy huyền động để tìm đến kim liên giới. Như sư phụ đã thấy, phù văn thông đạo không chỉ có yêu cầu cao về năng lượng, về vị trí, mà còn đòi hỏi rất nhiều ở tu hành giả sử dụng nó. Có lẽ hồng liên giới không muốn kinh động đến những tu hành giả cường đại nên mới dừng mục nghiên cứu này. Về sau được sư phụ chứng thực việc hắc liên lũng đoạn mệnh cách thú, đồ nhi đã nghĩ nếu khoảng cách giữa hắc liên và hồng liên xa xôi diệu vợi, bọn hắn không chế mệnh cách thú bằng cách nào. Cho dù là thiên giới bà sa tám mệnh cách, muốn vượt vô tận hải cũng phải mất ít nhất 5 ngày. 5 ngày, thời gian đó đã đủ để mệnh cách thú bị đánh giết, còn đến lượt bọn hắn lũng đoạn hay sao? Trong trận chiến ở Thiên Luân Sơn mạch, sư phụ gặp phải cường giả Hắc Liên đến từ khe hở của Hạp Cốc. Nhưng Hắc Liên thiên giới bà sa rõ ràng có thể bay qua vô tận hải đến đây, vì sao lại xuất hiện từ trong dòng nham tương? Việc này rất không hợp lý, cho nên Đồ Nhi mới mạo hiểm đến đây để tìm tòi thực hư. Nói xong, Tư Vô Nhai bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Lục Châu hỏi: "Bây giờ đã xác định được chưa?" "Đã xác định, chính là phù văn thông đạo." "Ngươi có biết làm vậy có thể sẽ chết không?" Lục Châu hỏi. "Đồ Nhi cực hắn sẽ không giết Đồ Nhi." Tư Vô Nhai tiếp tục nói: "Thứ nhất, từ biểu hiện của Lục Ly và Đế Giang, rõ ràng trên người Đồ Nhi có khí tức thái hư. Dù Đồ Nhi không hiểu vì sao nhưng có thể xác định đây là một loại khí tức vô cùng đặc thù. Thứ hai, Đồ Nhi đã liên lạc với Trương Nguyệt Sư Tỷ nhiều lần, tu hành giả tên là Liên Tinh kia ngoại trừ hấp thu tu vi của Ngũ Sư Tỷ còn nghĩ cách thu hoạch khí tức thái hư của tỷ ấy. Từ biểu hiện của bọn họ, Đồ Nhi có thể đoán được khí tức thái hư là một loại trí bảo cực dài. Thế nên Đồ Nhi tin rằng người này sẽ không giết Đồ Nhi, cùng lắm chỉ bí mật giam cầm Đồ Nhi để tìm cách lấy được khí tức thái hư mà thôi. Nếu Đồ Nhi bị bắt cũng là chuyện tốt, Đồ Nhi có thể thuận thế ẩn vào nội bộ hắc tháp nghị hội, cùng sư phụ nội ứng ngoại hợp. Chỉ là, Nghe đến đây, Lục Châu nhìn Tư Vô Nhai với vẻ phức tạp. Ý ngươi là vi sư làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Đồ nhi không dám, Tư Vô Nhai lăng không quỷ bái. Được rồi, đứng lên mà nói. Suy nghĩ của ngươi không sai, nhưng có hơi mạo hiểm. Nếu tên Hắc Liên này là kẻ không biết xem hàng, chẳng phải ngươi sẽ chết vô ích hay sao? Hoặc hắn là kẻ biến thái thích rút gân lột ra dóc xương người khác thì ngươi định ứng phó thế nào? Chỉ thiếu chút nữa là nói Vũ Quảng Bình có đam mê đồng tính sư phụ dạy phải đồ nhi biết sai tư vô nhai cúi đầu nói lục châu nhìn bầu trời an tĩnh chợt hỏi ngươi có thể làm ra phù văn thông đạo không tư vô nhai xấu hổ đáp một mình đồ nhi làm e là không được phù văn kia khó làm hơn không liễn gấp trăm gấp ngàn lần nếu tính cả đám người cứu thiên viện thì sao lục châu nhíu mày vậy thì có chút hy vọng nhưng cần thời gian nếu có thể lấy được một số bản vẽ và phương thức cung cấp năng lượng thì sẽ dễ làm hơn rất nhiều tư vô nhai nói lục châu trầm mặc sao ngươi không nói là cho ngươi một cái làm mẫu luôn đi nhưng điều này cũng nhắc nhở lục châu những thứ này có thể nhờ nhan chân lạc tìm kiếm xem sao chuyện phù văn thông đạo vi sư giao cho ngươi những thứ ngươi cần vi sư sẽ nghĩ biện pháp lục châu nói tư vô nhai cực kỳ mừng rỡ vâng ngoài ra chuyện hôm nay đừng để lộ ra ngoài vi sư không thích phô trương thanh thế lục châu căn dặn đồ nhi tuân mệnh khi hai thầy trò vừa định quay về chợt phát hiện đằng xa có bốn tên hắc ngô vệ đang sững sờ nhìn bọn hắn. Lục Châu nhíu mày, hắn đã dùng hết thể một kích trí mạng và miễn dịch sát thương, làm sao mà đánh tiếp, chẳng lẽ lại phải mua thêm. Mà không đúng, trong nhóm hắc ngô vệ có vẻ đang rất sợ hãi, hình như còn định quay đầu chạy trốn. Lục Châu bảnh cao giọng nói, vũ đại nhân của các ngươi đã bị lão phu giết chết, các ngươi còn dám làm càn. Tư vô nhai tròn mắt, sư phụ vừa mới nói không thích phô trương thanh thế kia mà, toàn thân đám hắc ngô vệ run rẩy, trường kích trong tay cũng suýt rơi xuống. Mây mù trên bầu trời che khuất tầm mắt nên lúc nãy bọn hắn không nhìn rõ được gì, chỉ thấy một đạo sấm sét đánh xuống, sau đó bầu trời khôi phục bình tĩnh. Thẩm phán giả đại nhân hẳn là đã thông qua phủ văn thông đạo mà quay trở về Hắc Liên rồi. Giả, dạ, lời này nhất định là giả, phải chấn định, không được hốt hoảng. Vũ đại nhân sao có thể bị lão nhân này giết chết được? Bọn hắn đã giao thủ với Lục Châu, nếu dốc toàn lực cũng có thể thắng được, làm sao có thể so sánh với cường giả tám mệnh cách? bọn hắn nhất quyết không tin. tên đội trưởng Hắc Ngô Vệ đột nhiên phát hiện hắc sắc phù chỉ đeo bên hông truyền tới động tĩnh. hắn lấy phù chỉ ra vạch một cái, phù chỉ thiêu đốt hóa thành một trang giấy, bên trên viết một câu: mệnh thạch của thẩm phán giả đại nhân Vũ Quảng Bình đã tắt, mau đi điều tra. tên đội trưởng trợn to mắt, bàn tay run lên. tên đội trưởng còn lại cảm thấy dị thường bèn cầm lấy tờ giấy, chăm chú đọc. a à, Hai tên hắc ngô vệ còn lại vội vàng đọc, sau khi đọc xong cũng chấn động không thua gì hai vị đội trưởng. Vũ Quảng Bình, thật sự chết rồi. Mà kẻ giết người đang đứng cách bọn hắn không xa, nhìn bọn hắn chầm chầm bằng ánh mắt sáng rực. Trong lòng bọn hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ buồn bực. Lục Châu nói nhỏ một tiếng, theo sát vi sư, không được tự ý hành động. Vâng. Trên mặt tư vô nhai hiện vẻ thong dong đi theo sư phụ phi hành về phía bốn tên hắc ngô vệ, đến cách bọn hắn mấy chục mét mới dừng lại. Lục Châu nhìn bốn người, ánh mắt kia như đang nói, còn chờ lão phu đến mời các ngươi hay sao? Bốn tên hắc ngô vệ không phải người ngu, trong lòng hoảng hốt nhưng vẫn bay đến gần Lục Châu, đôi bên chỉ cách nhau 10 mét. Một khắc trước, hai phe vẫn còn là tử địch chém giết nhau, bây giờ lại như cố nhân trùng phùng. Muốn sống? Lục Châu mở miệng hỏi. Nếu không muốn, bọn ta sao phải tự làm mình bị thương? Bốn người che ngược đáp. Nếu muốn sống thì lão phu hỏi, các người đáp bốn tên hắc ngô vệ đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu lục châu hỏi ngươi tên gì hắn chú ý thấy trong đám hắc ngô vệ có một người luôn dẫn đầu hành động tại hạ là thẩm tất tiểu đội trưởng hắc ngô vệ thẩm tất thành thật đáp người vừa rồi chính là thẩm phán giả đó là thẩm phán giả của hắc tháp nghị hội vũ quảng bình đại nhân lục châu trầm mặc thẩm tất hiểu ý cũng ý thức được ở trước mặt cao nhân mà gọi vũ quảng bình là đại nhân thì không thích hợp bèn tiếp tục nói Vũ Quảng Bình là thành viên của phái cấp tiến, từ hơn 1.000 năm trước đã ủng hộ kế hoạch thanh trừ quét dọn hồng liên giới nhưng bị phái duy trì phản đối. Hơn 300 năm trước hắn tham dự kế hoạch thái hư là một trong số ít tu hành giả còn sống sót. Từ sau kế hoạch thái hư, Vũ Quảng Bình càng lúc càng táo tợn, đây là lần đầu tiên hắn đến hồng liên giới chấp hành nhiệm vụ. Mới đến ngày đầu tiên đã tèo rồi. Chịu thôi, lão phu không giết hắn thì hắn sẽ giết lão phu. Mạnh được yếu thua, không trách được ai. Kế hoạch thái hư, Lục Châu hỏi. Thẩm Tất nhìn quanh, hơi do dự nhưng cuối cùng cũng nói ra, trước kia Hắc Tháp nghị hội liên hợp với Vương Thất tạo thành Hắc Diệu Liên Minh, chọn lựa ra tinh anh để đi đến bí ẩn chi địa tìm kiếm hạt sống Thái Hư. Đây là kế hoạch tuyệt mật, ta chỉ tình cờ nghe được các trưởng lão đề cập tới, ta đã dùng mọi cách để nghe ngóng nhưng đám trưởng lão này một chữ cũng không hé răng nữa. Tư Vô Nhai nghi ngờ hỏi, ngươi biết rõ về hạt sống Thái Hư? Nghe nói là một loại trí bảo có lợi cho việc tu hành, Thứ này chỉ tồn tại ở bí ẩn chi địa. Có được vật này tu hành giả sẽ khai được ít nhất 8 mệnh cách. Chỉ là, ta hoài nghi đây là lời nói dối. Ông trời tạo ra quy tắc tu hành cho con người, sao lại cho phép kẻ khác đi đường tắt?" Thẩm Tất nói ra quan điểm của mình. Tư Vô Nhai cười nói, "Vậy các ngươi nhìn ta xem, thấy thế nào? Trên thân ta có khí tức thái hư đây, các ngươi đều bị mù hay sao?" Thẩm Tất nhìn Tư Vô Nhai một lượt rồi gật đầu nói, "Các hạ tuấn tú lịch sự." Khi Vũ hiên ngang, nếu ta đoán không lầm thì các hạ tu luyện công pháp nhau môn. Tư vô nhai tròn mắt. Ta không cần ngươi vỗ mông ngựa. Được rồi, ít ra cũng hiểu được đám người này không biết trên người hắn có khí tức thái hư. Lục Ly biết, Đế Giang biết, Vũ Quảng Bình biết. Như vậy chỉ có tọa kỵ đặc thù và tu hành giả tu vi cao thâm mới biết rõ. Ta không chỉ tu công pháp nhau môn, còn tu cả Phật môn và Đạo môn. Tư vô nhai trả lời hắn xong lại hỏi, vậy ngươi biết cách đi tới bí ẩn chi địa không?